Thì con có một cái thắc mắc, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Con nghe nói rằng là cúng dường cho tăng ni thì phước đức nhiều hơn là làm những công việc từ thiện. Thì theo con nghĩ, theo suy nghĩ của con là cúng dường tăng ni hay là công việc làm những công việc thiện nguyện, đó là phát tâm từ cái tâm của mình. Nhưng làm việc như thế nào để nó có an lạc và cái phước đức nhiều hơn? Tuy rằng con cũng hiểu rằng khi mà mình làm việc gì đó mà mình cầu việc phước đức thì cái việc đó là không tốt, mà mình làm cái việc đó bằng một cái việc là trời, bản thân con và gia đình con là khi làm thì quên đi, không nhớ cái việc mình đã làm. Thì xin thầy hoan hỷ giải thích cho con, nếu trong câu hỏi của con mà có cái cái câu hỏi mà nó có cái gì đó là nó xúc phạm thì xin thầy hoan hỷ tha thứ. Trong kinh 42 chương và kinh Tăng Chi đó thống nhất với nhau ở điểm đó, là cúng dường cho 100 người không có đạo đức không bằng giúp cho một người tu tập 5 điều đạo đức. Để giúp đỡ cho 100 người tu tập 5 điều đạo đức không bằng cho một người đó tu tập 10 điều đạo đức. Rồi ủng hộ cho 100 người tu tập 10 điều đạo đức thì không bằng cho một vị xuất gia làm sa di, sa di ni, thức so ma na ni. Rồi 100 vị thức so sa di, sa di ni thì không bằng một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni. Thì đó là nói về giá trị của việc cúng dường đối với các đẳng cấp đạo đức và trí tuệ khác nhau ở một mức độ tương đối. Và tôi nghĩ rằng đó là điều có thể chấp nhận được. Ví dụ như ngành y đó đề cao y đức, nhưng mà họ vẫn có cái ưu tiên nếu trong lúc cấp cứu đó có 100 bệnh nhân mà phòng cấp cứu chỉ có thể là điều trị được 10 bệnh nhân trong cùng một lúc thì người ta sẽ tính theo ưu tiên. Nguyên thủ quốc gia, các nhân vật quan trọng thì sẽ được ưu tiên điều trị trước, còn các bệnh nhân còn lại đấy thì lần lượt điều trị sau. Đó là quy định trên toàn cầu trong ngành y. Lý do tại sao? Mặc dù mạng sống là bình đẳng và mọi người là bình đẳng trước pháp luật, nhưng mà cứu cho một nguyên thủ sống ấy, thì họ còn lo chuyện nước cho là hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Còn đang khi một người khác cũng đáng sống nhưng mà giá trị đó thì không bằng như là một nguyên thủ. Đó là giá trị ở cái đẳng cấp xã hội thôi. Thì về đạo đức và tâm linh đó, thì nó cũng như thế. Đó là nói chung chung, chứ chúng ta không thể nói một cách đó là trong tình huống nào nó cũng là như vậy hết. Tại vì trong các tăng ni cũng có người tu tập tốt, có người tu tập chưa tốt, có người đạt được thành quả, có người chưa đạt được thành quả. Ở đây đang nói ở một cái mức độ chung thôi. Về bản chất đó, thì việc Phật sự và từ thiện có nhiều chủng loại. Ai thích chủng loại nào đó thì nên dấn thân tham gia làm chủng loại đó. Và lúc đó đó, quý vị đừng có cân nhắc là phước nhiều phước ít nữa, giá trị nhiều giá trị ít nữa, mà nó thỏa mãn được cái nguyện ước của mình. Và khi làm được việc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Tôi làm công tác từ thiện đó từ năm 2002, nay là 16 năm. Tôi biết rất rõ là có nhiều người chỉ thích mổ mắt cườm thôi. Mấy năm trước đó, thì tôi đầu tư một năm như vậy đó là 400-500k mổ mắt cườm. Mấy năm nay thì tôi chuyển sang loại hình khác. Những người đóng góp tiền mổ mắt cườm đó, nếu không tổ chức tiếp tục cho họ thì họ tham gia với các thầy cô khác, chứ họ không chuyển cái khoản tiền đó cho các mảng hoạt động khác như là học bổng cho tăng ni hay là học bổng cho sinh viên. Tương tự, có những người thích cúng dường học bổng tăng ni
yêu cầu chuyển một khoản tiền đó cho học bổng sinh viên, họ cũng không tham gia vì nguyện ước của họ là thế. Có người thích làm hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, là tiền của họ được đóng góp cho cái việc tổ chức cái này. Nếu quý vị khuyên họ làm việc khác, họ không quan hệ, họ cũng không tham gia. Cho nên đó, quỹ đạo Phật ngày nay do tôi thành lập đó, có nhiều hoạt động từ thiện khác nhau. Và khi ai đến hưởng ứng, tôi hỏi họ là thích làm mảng nhân đạo nào: học bổng, xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn, hay là giúp đỡ cho người già, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người khiếm thị, hay là ấn tống minh kinh, hay là máy nghe Phật pháp. Ai thích dạng nào đó thì thích lệ họ tham gia vào hoạt động đó. Tôi nghĩ cách đó nó sẽ thiết thực hơn. Vì có những người ta chỉ thích làm theo hạnh nguyện vào một cái sở trường nào đó thôi. Còn trong trường hợp đó, đóng góp học bổng thì giữa một sinh viên đời và một tăng ni đó, thì tôi vẫn tin rằng đó là đóng góp học bổng cho tăng ni là có giá trị hơn. Lý do là khi một tăng ni có trình độ Phật học cao, chẳng những không truyền bá mê tín, chỉ truyền về chân lý, năng động, thuyết pháp, giảng dạy, viết sách, in kinh, và mỗi một cái buổi pháp thoại đó có thể là hàng trăm người, hàng ngàn người. Nếu truyền trực tiếp trên Facebook đó, có thể là vài trăm ngàn người. Đang khi đó, một sinh viên đời mà sau này trở thành một giáo sư đó, thì cái tầm ảnh hưởng trong một cái lớp học đó chỉ có 25 sinh viên, không thể nhiều như là tăng ni được. Vì nhà tôn giáo đó, nói chung và nhà Phật học nói riêng, có một cái tầm ảnh hưởng rộng hơn là các giáo sư. Tôi vẫn tin như thế, và thực tế chứng minh điều đó. Như vậy khi mình tưới tẩm hoặc là nước phân ánh sáng cho tăng ni tu học đến nơi đến chốn, sau đó để làm đạo, thì cái giá trị nhân bản về chân lý Phật đó, nhân ra đó, nhân rộng ra đó, nó sẽ tốt hơn, rộng hơn về phạm vi và đối tượng so với giúp một sinh viên mà sau đó vị ấy sẽ trở thành là giáo sư hay là giảng viên của một trường đại học, đóng góp cho một lĩnh vực nhất định nào đó. Đa khi giáo sư thì chủ yếu là mang lại tri thức thôi, tri thức gọi là chuyên môn để tạo ra tri thức lập nghiệp, phát triển một phương diện nào đó, hoặc xã hội, hoặc dân sự. Còn tăng ni đó thì mang lại cái nguồn tri thức chân lý và đạo đức, nó tạo ra nhân cách sống, giá trị sống, và nó chuyển được nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc. Đó là lý do mà trong kinh Đức Phật nói đó, cúng dường ủng hộ cho tăng ni, đúng nghĩa, theo nghĩa là gì? Học Phật đến đây đến chốn, tu Phật đến đây đến chốn, làm Phật sự đến đây đến chốn, và phụng sự lễ sinh. Chứ còn cúng các tăng ni mà truyền bá mê tín thì làm sao được lệ lạc? Quý vị công nhận không ạ? Thì nó chỉ được lệ lạc ở trong cái phạm vi nhỏ, đó là dẫn dụ những người chưa biết Phật giáo đi vào đạo thôi, chứ không lệ lạc ở phạm vi lớn được. Đó là lý do mà bất cứ tiếp xúc với các tăng ni ở các trường Phật học, tôi đều khích lệ tăng ni phải nhớ vai trò chính yếu của mình là đạo sư, là người dẫn dắt chân lý và đạo đức. Cũng giống như bác sĩ học 6-7 năm ra, có bằng cấp, thậm chí là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, mà không điều trị bệnh, không nghiên cứu bệnh, thì đó là bác sĩ vô dụng. Tăng ni có 10 bằng cấp tiến sĩ, hàng trăm bằng cấp khác, mà nếu không giảng kinh, không thuyết pháp, không viết sách Phật để giải quyết nỗi khổ niềm đau của dân sinh, thì tu sĩ đó không hữu dụng. Thì trên tinh thần đó đó, thì tôi khích lệ đóng góp cho tăng ni để ánh sáng chân lý Phật được mở rộng trong bối cảnh tăng ni quá thụ động tại Việt Nam. Cho nên tôi mới kêu gọi như thế và mạnh dạn làm công việc đó. Nếu không đó thì Phật giáo không tỏa sáng được, quần chúng không được lệ lạc nhiều. Còn nói tóm lại đó, thì mỗi lĩnh vực từ thiện và nhân đạo đều có giá trị riêng của nó. Hạt giống nào thì tạo ra quả đó thôi. Cho nên là khi làm đó thì chúng ta cũng đừng quá là cân đo đong đếm, vậy là lĩnh vực nào thì phước nhiều, lĩnh vực nào không phước nhiều,
Nếu mà chọn hết như thế thì có giữ lĩnh vực còn lại thì không ai làm. Cho nên cũng có phải có người làm lĩnh vực A, có người làm lĩnh vực B. Khóa tu ở chùa Giác Ngộ của tôi đó, tôi vẫn phải kêu gọi có nhiều người phát tâm làm nhà vệ sinh để cho người khác tu. Có người phải lau quét nhà cửa, rồi đó là bếp núc, là những cái công việc mà ít có người quan tâm lắm. Nhưng mà phước cái đó cũng không phải là nhỏ đâu. Bởi vì ở chùa Giác Ngộ đó, loa phủ cập hết mọi nơi, thì dầu làm nhà vệ sinh hay là nhà bếp vẫn có thể nghe pháp được. Như vậy người ngồi trên điện nghe tập trung hơn, nhưng mà người ở bên dưới nếu chịu giúp tâm vẫn nghe được. Bên cạnh cái việc nghe pháp đó, mình vẫn có thể làm được một việc thiện sự, tức là hai trong một. Do đó ai đã phát tâm làm lĩnh vực gì, cứ theo đuổi cái mục tiêu thiện sự đó để góp phần cải thiện cuộc sống nói chung. Mời con hỏi.